Hiện tại là 10 giờ sáng ngày 23 tháng 12 âm lịch năm 2018 thì chúng tôi là vừa bàn giao xong cho nhà Vạn Phúc một bộ sập thờ Thủy Linh Gỗ Mít chân 24. Đây là toàn cảnh ngôi nhà bác đây. Rồi bây giờ tôi sẽ quay vào bên trong để quay chiếc sập thờ chúng tôi vừa hoàn thiện cho bác. Nhà bác là có địa chỉ tại khu 7 Đồng Luận, Thanh Thủy. Rồi. Đây là chiếc sập thờ của nhà bác Phúc đây. Sập thờ chân 24 bằng chất liệu gỗ mít. Đục chạm tứ linh lạch. Đây một mẫu rất là đẹp, tứ linh lạch chúng tôi đây. Bên này là bên rồng và quy. Bên này là phượng và lân. Tứ linh lạch bên phía trên là đục rồng trầu mặt nguyệt bằng chất liệu gỗ mít chân 24 rất là đẹp. Kê và gian phòng thờ của nhà Bắc Phúc thì là vừa vặn luôn. Đây là chúng tôi đang ở trên tầng 2 của nhà bác. Đây là đang trên tầng 2 đây. Đây là ban công đằng trước đây. Thì là rất cảm ơn bác đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của đồ gỗ Tùng Tám. Chúc bác Phúc và gia đình thì chuẩn bị đón xuân mới là thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với cơ sở sản xuất đồ gỗ Tùng Tám theo số điện thoại là 0987 510 806 hoặc truy cập vào website đồ gỗ Tùng Tám.com. Tôi sẽ lướt qua một lần tổng thể của chiếc sập thờ này. Rất là đẹp. Chỗ này ánh sáng nó chiếu trực tiếp vào ban ngày thì nó sẽ bị sáng, lóe sáng. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.